này có gì không ạ, các bạn ơi? Không có gì, bây giờ chúng khóa túi lại nhé. Rồi, mời con bỏ vào đây, bỏ tờ giấy vào đây. Con quay xuống dưới, con chắp hai tay trước ngực. Rồi, con nhắm mắt lại và chúng ta ước một điều ước giống như vừa thổi nến chúc mừng sinh nhật xong. Rồi, cho con 3 giây để ước nhé. 3, 2, 1, rồi, hết giờ, bốc ra đi xem có gì không. 1, 2, 3, bốc ra, cả nhà vỗ tay. Hả? Ôi dồi ôi, con không ước cái gì à? Thế bỏ vào đây, cho 5 giây để ước, cả nhà vỗ tay cho bạn được không ạ? 5 giây, bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ, bốc ra, bốc ra. Bốc ra xem có gì không? Úi dồi ôi, vỗ tay. 5 giây nước có 5.000, cũng là mê giây 1.000, cả nhà vỗ tay. Cô muốn có 5 tỷ không? Muốn nhiều tiền hơn không? Con bỏ vào đây. Rồi, cả nhà, cho bạn ấy chào vào tay, bạn ấy ước tiếp nhá. Bây giờ con ước có bao nhiêu tiền? Con đừng nói cho chú Huệ biết. Rồi, con nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Rồi, con xuống nào. Con nhắm mắt lại, rồi, xong chưa? Rồi, bây giờ xin mời con, điều ước của con sẽ thành thực sau 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Bốc ra, cả nhà vỗ tay. Ô, cứ làm lại rồi, để cho 10 giây đi. Rồi, 10 giây nhá, bắt đầu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bây giờ. Nào, bốc ra, 1, 2, 3. 5.000 đồng trên dưới. Chúc mừng con là người đã giành được 5 giây, 5.000 đồng. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn thân mến.